Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh dinh dưỡng động vật. Hôm nay tôi xin trình bày với các bạn một chủ đề là về những tiến bộ trong việc xây dựng khẩu phần và ứng dụng axit amin tổng hợp cho vật nuôi. Thì để tiện cho việc theo dõi các bài trình bày tiếp theo thì các bạn có thể theo dõi kênh vlog của tôi tên là kênh LB Work Vlog và đăng ký vào kênh LB Work Vlog để có thêm những thông tin cập nhật mỗi khi tôi phát hành thêm những cái đoạn hay là video trình bày mới. Về nội dung trình bày hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là lợi ích của việc giảm đạm thô trong khẩu phần. Phần thứ hai là ta sẽ đề cập tới sử dụng axit amin tổng hợp trong khẩu phần thức ăn chăn nuôi. Và thứ ba là sẽ kết luận về lợi ích của việc giảm đạm thô trong khẩu phần thì nó sẽ đề cập đến những lợi ích trong năng suất vật nuôi, lợi ích cho môi trường bền vững và lợi ích chuyển hóa năng lượng trong khẩu phần. Trong những năm qua thì có những cái sự thay đổi về quan tâm về vai trò của khẩu phần đạm thô trong thuốc dạ dày đơn. Thì trước đây như chúng ta đã biết thì giá trị dinh dưỡng thì chủ yếu được cung cấp từ đạm thô. Đạm thô là những giới hạn dinh dưỡng đầu tiên cho hệ sức tăng trưởng. Hiện tại thì chúng ta lại quan tâm về nguồn cung dinh dưỡng chủ yếu đến từ axit amin, đặc biệt là các axit amin thiết yếu. Chúng ta sử dụng cân đối hiệu quả để nâng cao thành tích chăn nuôi, cân đối nguồn cung axit amin và nhu cầu axit amin. Thì sự thay đổi nhu cầu axit amin trên động vật thì cũng khác nhau, nên là chúng ta có nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực axit amin. Trong những năm gần đây thì việc ô nhiễm môi trường ngày càng được chú trọng, nên mà việc mà sử dụng những khẩu phần thức ăn mà nó gây ra những cái khí thải amoniac và tác động đến môi trường thường được quan tâm để giảm. Và trong thời gian tới với cái việc mà mỗi trại chăn nuôi hay là mỗi một cái đơn vị nào mà chăn nuôi muốn thành lập một cái trang trại thì thường là phải có cái bản đánh giá tác động môi trường, thì đây là một trong những cái vấn đề ngày càng quan tâm của các đơn vị chăn nuôi. Thì hiện tại thì chúng ta cũng quan tâm đến vấn đề sức khỏe đường ruột và sức khỏe vật nuôi, nó ảnh hưởng tới cái việc mà xây dựng khẩu phần. Vì câu hỏi đặt ra là tại sao nên giảm đạm thô trong khẩu phần thức ăn, thì có 3 lý do. Về lý do thứ nhất đó là lý do dinh dưỡng. Giảm đạm thô thì nó giúp cho tăng năng suất vật nuôi và hiệu quả thức ăn. Thứ hai là giảm các vấn đề về sức khỏe do khẩu phần đạm cao. Ví dụ như là sử dụng khẩu phần đạm cao thì chúng ta phải sử dụng thêm kháng sinh. Tuy nhiên hiện tại thì cái việc sử dụng kháng sinh ngày càng giảm đi, thì chúng ta đòi hỏi phải giảm đi khẩu phần đạm ở trong cái khẩu phần dinh dưỡng, để đảm bảo rằng là vật nuôi vẫn có đường ruột khỏe mạnh và tăng trưởng tốt. Thì bên cạnh những cái vấn đề là về hiệu suất, thì chúng ta còn tính đến cái việc mà xây dựng khẩu phần thức ăn, thì chúng ta sẽ có những cái giai đoạn cho ăn, thì chúng ta có đi điều chỉnh cái khẩu phần theo nhu cầu của lứa tuổi và giai đoạn sản xuất. Lý do thứ hai đó là lý do kinh tế. Khi mà chúng ta giảm đạm thô trong khẩu phần thì chúng ta giảm được chi phí thức ăn. Và cái quan trọng hơn nữa là giảm được lượng nước tiêu thụ. Hiện tại cái việc mà tiêu thụ nước nó ảnh hưởng tới cái việc mà xả thải ra môi trường. Sau này chúng ta sẽ gặp một cái vấn đề là ô nhiễm môi trường thì ảnh hưởng tới hàm lượng NPK. Về lý do môi trường thì là như đề cập ở phần trên, nó là giảm thải ô nhiễm môi trường. Như vậy thì giảm đạm thô trong khẩu phần chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí thức ăn, giảm được ô nhiễm môi trường và tăng hiệu suất chăn nuôi và hiệu quả sử dụng thức ăn. Đó là lý do tại sao chúng ta phải xây dựng khẩu phần đạm thấp trong thức ăn chăn nuôi. Thì về định nghĩa về đạm lý tưởng, vào năm 1964 thì Michel đã có định nghĩa như sau: là tất cả các axit amin thiết yếu thì đều tác động đến năng suất của vật nuôi. Thì như vậy thì tất cả các axit amin này cũng không được thiếu và cũng không được dư thừa. Thường thì các axit amin được thể hiện theo mối quan hệ với lysine. Lysine là axit amin thiết yếu đầu tiên trong khẩu phần và nhu cầu lysine thì thay đổi theo giai đoạn tăng trưởng. Nhu cầu các axit amin khác thì thay đổi tương xứng với lại nhu cầu lysine. Và cái khái niệm này thường dễ sử dụng. Khi mà chúng ta đề cập đến cái đạm lý tưởng thì thường chúng ta thường thấy được một cái biểu tượng, đó là cái hình theo cái định lực là tối giản của Leipzig, hay còn gọi là cái thùng Leipzig.
Đây là một trong những cái định nghĩa hay là một cái luật mà được áp dụng rất là nhiều, không chỉ trong thức ăn chăn nuôi mà ra bên cạnh về khía cạnh kinh tế hay là khía cạnh về cuộc sống. Chúng ta cũng có thể áp dụng cái luật tối giản này của Leibniz đưa vào trong những cái giải thích hay những cái lý luận về cái tính cân đối của những cái sự vật hiện tượng. Câu hỏi đặt ra là tại sao có sự thay đổi nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi? Tại sao vật nuôi nó càng lớn thì nhu cầu dinh dưỡng nó càng thay đổi? Thì do kiểu gen quy định thì là vật nuôi sẽ có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Về giới tính, ví dụ như là con đực hay con cái thì cái nhu cầu ăn cũng khác nhau, do trọng lượng hay là cái hình thức nó vận động khác nhau, nó cũng ảnh hưởng đến nhu cầu dinh dưỡng. Về độ tuổi thú non thì nó có nhu cầu dinh dưỡng khác, thú lớn thì nó nhu cầu dinh dưỡng khác. Về sức khỏe, ví dụ như con ăn nó khỏe mạnh thì nó ăn nhiều, hay là con mà nó sức khỏe nó không tốt thì nó ăn ít. Về khí hậu môi trường, trong những điều kiện khí hậu ôn đới hay là điều kiện nhiệt đới thì có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Hay là về cách quản lý chăm sóc thì thường cách quản lý chăm sóc nó liên quan tới cái khẩu phần chúng ta xây dựng chương trình cho ăn. Thì tổng hợp lại là kiểu gen, giới tính, độ tuổi, sức khỏe, khí hậu và cách quản lý nó sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi. Thì khi nói đến nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi, chúng ta có hai phần, đó là nhu cầu dinh dưỡng cung cấp trong khẩu phần, thì đó là những cái khẩu phần dinh dưỡng đến từ thành phần nguyên liệu nè, nó bị ảnh hưởng bởi thành phần dinh dưỡng trong nguyên liệu nè, hay là trong quy trình mà chúng ta xây dựng để cho thú nó ăn. Khi vật nuôi nó thay đổi về giới tính hay là độ tuổi hay là sức khỏe thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu vật nuôi. Nhu cầu vật nuôi thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc mà chúng ta tối đa hóa năng suất hay là chúng ta tối ưu hóa năng suất chăn nuôi, giảm thiểu thất thoát thành phần dinh dưỡng ra bên ngoài, hay là giảm thiểu tác động đến môi trường và hỗ trợ cho sức khỏe đường ruột. Đây là một cái ví dụ chúng ta sẽ xét đến tiềm năng tăng trưởng của vật nuôi. Thì tiềm năng tăng trưởng của vật nuôi nó được quan sát và ghi nhận lại từ rất là lâu. Thì đây là một trong những cái ví dụ cụ thể là về hiệu suất tăng trưởng của gà thịt ở Hà Lan. Thì người ta quan sát từ năm 89 cho đến năm 2015. Thì mình thấy được là ở dưới cái góc độ là gia tăng trọng lượng bình quân ngày, ta thấy từ năm 1989 cho tới năm 2015 thì cái gia tăng trọng lượng bình quân ngày nó có thể cải thiện lên tới 42% so với lại năm 89. Đối với lại lượng thức ăn vào thì là ở năm 2015 thì con thú nó ăn nhiều hơn 22% so với lại năm 1989. Thì thông qua cái biểu đồ này chúng ta thấy được là vật nuôi ngày càng nó lớn nhanh hơn và cái lượng thức ăn ăn vào của nó ngày càng nhiều hơn. Xét về cái khẩu phần giảm đạm thô trên gà thịt thì khi mà chúng ta thấy được là giảm đạm thô thì ở cái bảng đây chúng ta thấy được là đây là mẫu đối chứng. Mẫu đối chứng thì chúng ta lấy cái hệ số đối chứng và chúng ta giảm 1% đạm, mà nó sẽ giảm 2% đạm, giảm 3% đạm. Thì chúng ta thấy được là khi mà chúng ta giảm đạm thô đi thì chúng ta thấy được xu hướng và có sự khác biệt có ý nghĩa về hệ số chuyển hóa thức ăn. Giảm đạm xuống thì cái hệ số chuyển hóa thức ăn nó càng giảm đi. Và xét đến cái lượng nước uống thì chúng ta thấy được là những cái khẩu phần đạm thấp hơn thì cái lượng tiêu thụ nước của con gà nó sẽ thấp hơn. Điều này chứng tỏ rằng là khi chúng ta giảm đạm thô trong khẩu phần thì chúng ta cải thiện được cái hiệu quả sử dụng thức ăn và giúp cho cải thiện được hệ số FCR và giảm được lượng nước uống trên gà. Chúng ta xét đến tác động của đạm thô đến tiêu chảy trên heo con sau cai sữa. Thì ở đây chúng ta thấy được là đây là cái chỉ số mà tiêu chảy sau cai sữa. Thì ở khẩu phần này là người ta đem đi người ta thử nghiệm và bằng cách là người ta thử thách E. coli trong cái sức khỏe của con heo con. Thì những cái khẩu phần mà ví dụ đây là cái màu xanh là khẩu phần là đạm thô là 24 đạm.
Còn phần màu tím này tạm thôi là 18 đạo. Ta thấy được rằng là ở cái khẩu phần mà con heo nó không có bị nhiễm E. coli thì cái hệ số mà tiêu chảy của khẩu phần 18 đạm thì nó thấp hơn so với lại khẩu phần 24 đạm. Xét ở cái khẩu phần mà heo con nó bị tiêu chảy E. coli thì chúng ta thấy được một cái xu hướng là cái khẩu phần mà 24 đạm thì có cái chỉ số tiêu chảy nó nhiều hơn so với lại khẩu phần 18 đạm. Đặc biệt là trong những cái thời điểm mà xu hướng mà giai đoạn cấm kháng sinh sắp tới thì cái điều quan trọng là trong khẩu phần thức ăn chúng ta mà đạm càng cao thì cái chỉ số tiêu chảy trên heo con nó càng nhiều. Vì giảm động thôi trên khẩu phần heo con là cách quản lý chính nhằm để ngăn ngừa tiêu chảy. Bây giờ chúng ta xét đến một cái khái niệm mới là chúng ta giảm đạm thô trong khẩu phần song song với việc bổ sung axit amin thiết yếu vào trong khẩu phần. Thì ta thấy đây là một cái biểu đồ mà người ta thống kê được cái tăng trọng bình quân hàng ngày so với lại đạm thô của nhiều tác giả. Người ta nghiên cứu ở nhiều giai đoạn khác nhau, từ giai đoạn 12 đến 27 kg, từ 9 21 kg, 20 55 kg, 20 55 kg, 27 64 kg và cho tới 55 100 kg. Thì ta thấy được là cái mức đạm thô so với lại tăng trọng bình quân ngày, khi mà chúng ta giảm đạm thô xuống thì cái chỉ số tăng trọng bình quân ngày ở các đường trên biểu đồ này chúng thấy nó vẫn thẳng. Như vậy thì chúng ta thấy được là không có bất kỳ ảnh hưởng nào trên năng suất. Chúng ta có thể giảm đạm thô trên khẩu phần cho heo con. Lấy một cái ví dụ như là ở đây là cái đường là heo con là giai đoạn là 20 đến 55 kg, đây là 20 đến 55 kg, thấy có sự khác biệt ở cái màu xanh mà chúng ta thấy từ khoảng 17 đạm đưa về 13 đạm thì cái tăng trọng bình quân ngày là nó vẫn không thay đổi. Hay ở một cái khẩu phần khác là chúng ta lấy một cái ví dụ là cái đường mà tím này là cái giai đoạn là 12 đến 27 kg, thấy giảm từ 19 đạm xuống còn 15 đạm thì cái tăng trọng bình quân ngày nó cũng vẫn không thay đổi. Vậy thì chúng ta thấy kết luận là chúng ta giảm đạm thô khoảng từ 1 đến 2% thì nó không có bất kỳ ảnh hưởng nào trên hiệu suất. Chúng ta có thể giảm đạm thô trên khẩu phần cho heo con. Khi mà giảm đạm thô thì chúng ta thường quan tâm đến như vậy thì giảm đạm như vậy thì là tỷ lệ tích tụ nitơ hay còn là tỷ lệ giữ lại nitơ trong cái khẩu phần sau khi mà con vật nuôi nó ăn vào thì nó có bị ảnh hưởng hay không. Thì ta đi đến một cái ví dụ đó là cái tỷ lệ nitơ gram trên ngày so với lại khẩu phần đạm thô. Ở đây là cái màu tím là cái phần nitơ giữ lại. Màu đỏ này nó là liên quan tới cái tỷ lệ là nitơ ở trong phân, mà vàng là liên quan đến tỷ lệ nitơ trong nước tiểu. Chúng ta thấy được là từ 18.9% đạm thô mà chúng ta giảm xuống cho tới 12,3% đạm thô thì hầu như cái tỷ lệ mà nitơ giữ lại trong cái khẩu phần nó vẫn không có thay đổi. Đặc biệt là chúng ta thấy là đa phần là cái tỷ lệ nitơ mà nó thay đổi nhiều là ở nước tiểu. Như vậy thì khi mà khẩu phần mà cao đạm thì thường là nước tiểu nó có chứa nhiều nitơ hơn. Để đến ta kết luận được là giảm 1 độ đạm thì giúp giảm được thải nitơ khoảng 7% ra môi trường. Như vậy thì cứ mỗi 1% đạm thô chúng ta giảm thì chúng ta sẽ bảo vệ được môi trường và giảm đi 7% nitơ phát thải ra. Do đó chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí nitơ sử dụng trong khẩu phần thức ăn của mình. Về hàm lượng đạm trong khẩu phần và bài tiết khí amonia thì chúng ta thấy được là cái đường màu đường cột dọc này là cái lượng nitơ mà nó tiêu thụ một ngày ở trên một con thú. Thì chúng ta thấy được là ở những cái khẩu phần, ví dụ khẩu phần là màu xanh này đó là khẩu phần 16,5% đạm thô, khẩu phần màu đỏ này là 14,5%,
khẩu phần màu xanh nhạt là 12,5%. Ta thấy được rằng là ở cái khẩu phần đạm thô càng cao thì cái lượng nitơ mà nó phát thải ra môi trường, đặc biệt là amoniac, càng lớn ở trong nước tiểu. Và cái lượng nitơ mà chúng ta thấy được là cái màu xanh lá cây này nó giữ lại ở trong cái cơ thể, khi mà khẩu phần đạm thô nó giảm xuống thì cái lượng nitơ lại giữ lại nhiều hơn. Thì chúng ta có thể kết luận được là giảm đạm thô có thể giảm thiểu mùi hôi ở trong chuồng trại. Vậy khi ở những cái trại nào mà chúng ta đi vào trong cái trại nuôi mà thường là mùi hôi nhiều, chứng tỏ là cái tỷ lệ mà đạm tiêu hóa trong cái khẩu phần thức ăn nó chưa có đạt hiệu quả, hay là người ta cân đối acetamin cũng như là đạm thô chưa phù hợp. Thế đến về năng lượng hữu dụng trong khẩu phần, thì như chúng ta đã biết thì về cái than năng lượng, ví dụ như đây là raw energy là năng lượng thô, rồi tới năng lượng tiêu hóa, năng lượng trao đổi và năng lượng thuần. Vậy khi sau khi mà chúng ta xét những cái chuỗi về cung năng lượng này, chúng thấy là khi mà năng lượng thô mà nó phát thải năng lượng qua phân á, nó trừ đi năng lượng qua phân á, thì chúng ta thu được là năng lượng tiêu hóa. Năng lượng tiêu hóa trừ đi năng lượng thải qua nước tiểu thì chúng ta còn lại là năng lượng trao đổi. Năng lượng trao đổi thì trừ đi năng lượng duy trì thân nhiệt á, thì chúng ta còn năng lượng thuần. Năng lượng thuần thì nó trừ đi nhiệt tăng sinh, nhiệt nội sinh ở trong cơ thể, thì năng lượng còn lại để sử dụng để sản xuất đạm béo. Như vậy thì hầu như năng lượng mà thải qua nước tiểu và năng lượng duy trì á, nó gây ảnh hưởng đến cái việc là nếu mà năng lượng tăng thì nó sẽ làm tăng lên khi mà đạm thô chúng ta sử dụng nhiều hơn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta lọc khẩu phần dinh dưỡng mà có đạm thô tăng lên thì cái năng lượng mà phát thải ra nước tiểu và năng lượng phát thải ra trong cái việc duy trì thân nhiệt nó sẽ bị tăng lên. Điều đó nó dẫn đến hiệu quả năng lượng sẽ bị giảm xuống. Thì kết luận rằng là đạm thô dư thừa trong khẩu phần thì cũng có tác động tới năng lượng tiêu thụ trong khẩu phần. Vậy thì nếu mà chúng ta không có sử dụng cân đối cái việc mà đạm ở trong khẩu phần thì nó sẽ gây ra phí phạm, gây ra là lãng phí năng lượng trong cái quá trình chăn nuôi. Khi mà chúng ta xét đến cái năng lượng chuyển hóa trong nguyên liệu thức ăn, như vậy thì là năng lượng trong nguyên liệu thức ăn thì ta xét đến tỷ lệ là năng lượng trao đổi trên cho năng lượng tiêu hóa ở những cái mức độ đạm thô khác nhau trong nguyên liệu, thì ta thấy được rằng là khi mà nguyên liệu mà có đạm thô càng cao thì tỷ lệ năng lượng tiêu hóa trên năng lượng trao đổi thì càng giảm. Điều đó chúng ta sẽ thấy được là đạm thô dư thừa trong khẩu phần thì cũng tác động đến năng lượng tiêu thụ trong khẩu phần. Khi mà chúng ta sử dụng đạm thô nhiều hơn thì nó sẽ gây ra cái việc mà lãng phí năng lượng trong cái khẩu phần thức ăn của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần trình bày thứ hai, đó là việc sử dụng acetamin tổng hợp trong khẩu phần. Thì chúng ta đề cập đến hai phần, đó là tầm quan trọng của việc giảm đạm thô trong khẩu phần và hiệu quả cao hơn khi chúng ta sử dụng acetamin trong thực liệu. Như chúng ta biết rằng là trước đây thì không có acetamin nên chúng ta bắt buộc phải áp dụng là lọc công thức ở khẩu phần đạm cao. Nhưng bây giờ thì giá nguyên liệu nó càng thay đổi, ví dụ như bột cá thì ngày càng thiếu hụt, dẫn đến là giá cả nó tăng, hay là khô đầu nành thì là nhu cầu gì của chăn nuôi nó càng lớn thì lại nhu cầu khô đầu nành càng tăng, dẫn đến là cạnh tranh về thu mua dẫn đến giá tăng. Câu hỏi đặt ra là bây giờ chúng ta lọc công thức đạm thấp mà không có acetamin thì ta lọc được hay không? Thì câu trả lời là rất là khó lọc công thức đạm thấp mà không sử dụng acetamin đơn tổng hợp. Đây là chúng ta sẽ lấy trong một cái khẩu phần để chúng ta xét đến là nếu mà không có khẩu phần bổ sung acetamin thì điều gì nó sẽ xảy ra. Đây là một cái khẩu phần
xét ở trên gà. Thì khi mà chúng ta thấy được là cái màu xanh, những cái cọc màu xanh đó là nhu cầu của vật nuôi, và cái màu đỏ này là nó thể hiện sự dư thừa. Để lập một công thức mà với cái khẩu phần là 1% lysine tiêu hóa hóa tràng và không có bổ sung axit amin đơn, ở cái mức đạm thô là 21.6%, thì chúng ta thấy được rằng là nhìn vào ở góc độ axit amin, ví dụ là lysine, threonine, methionine, vân vân, cho tới isoleucine, valine, phenylalanine, arginine, thì cái ở cái khẩu phần này đạm cao mà không có bổ sung axit amin đơn, thì những cái loại axit amin như valine, isoleucine, arginine nó thường dư thừa so với lại nhu cầu của vật nuôi. Thì chúng ta có thể kết luận rằng là nếu mà chúng ta xây dựng khẩu phần đạm thô cao thì nhiều axit amin có thể bị dư thừa, gây dẫn đến lãng phí, gây ra ô nhiễm môi trường và gây ra thất thoát năng lượng. Thì việc mà sử dụng axit amin đơn thì cho phép là giảm đạm thô trong khẩu phần bằng cách cân đối lại các axit amin. Bây giờ chúng ta giảm đạm thô xuống còn là 17.1%, cũng ở một cái mức lysine tiêu hóa hóa tràng là 1% và bổ sung axit amin tự do. Thì đường màu xanh thì đó là những cái loại nguyên liệu khác. Đường màu xanh nhạt hơn đó là việc mà chúng ta bổ sung thêm axit amin đơn, và cái phần màu đỏ đó là thể hiện sự dư thừa. Thì khi mà chúng ta bổ sung axit amin đơn thì ta thấy được là cái việc dư thừa axit amin trong khẩu phần nó được cải thiện và giảm đi. Thì việc mà giảm đạm thô thì mang lại lợi ích là chi phí việc mà loại bỏ cái axit amin dư thừa trong khẩu phần. Thì ta kết luận giảm đạm thô mang lại lợi ích chi phí bằng cách là việc bỏ những cái axit amin dư thừa trong khẩu phần. Nó dẫn tới là chúng ta sẽ sử dụng axit amin hiệu quả hơn, giảm thiểu được ô nhiễm môi trường, sẽ cải thiện được cái sức khỏe trong quá trình chăn nuôi của thú. Ở góc độ tích lũy nitơ thì có được cải thiện bằng việc bổ sung acetamin. Ta xét đến một cái năng lượng thuần nhận vào đạm và acetamin tiêu hóa cũng như là đạm tích lũy hàng ngày. Ở đây cho thấy là có một cái khẩu phần, đây là khẩu phần lúa mạch, là khẩu phần cơ bản. Tiếp theo là chúng ta sẽ bổ sung thêm ví dụ là bã nành, rồi tiếp theo chúng ta sẽ bổ sung thêm lysine, chúng ta bổ sung thêm threonine cộng lysine, methionine, threonine và bổ sung thêm tryptophan. Thì ở đây chúng ta thấy được là protein tích lũy hàng ngày nó có xu hướng nó tăng lên đáng kể khi mà chúng ta càng bổ sung thêm axit amin tổng hợp nhiều hơn, và đạm thô tiêu hóa cũng được tăng lên theo cái việc mà bổ sung axit amin tổng hợp. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng là việc bổ sung axit amin tổng hợp vào trong khẩu phần của lúa mạch làm cơ bản thì có thể giúp cho protein tích lũy được nhiều hơn và độ tiêu hóa của protein nó được cải thiện đáng kể. Thì lợi ích của việc bổ sung axit amin tổng hợp trong khẩu phần thì nó giúp cho những cái con thú nó có tỷ lệ hấp thu axit amin tổng hợp từ dạ dày qua ruột non. Khi mà chúng ta bổ sung cái axit amin tổng hợp thì thường người ta sẽ đánh giá về tác động của thời gian hấp thu trong khẩu phần. Lấy ví dụ như là khẩu phần methionine trên cái bảng này, chúng ta thấy được là khi mà cho ăn thức ăn vào ở cái khẩu phần mà methionine nó chứa ở trong nguyên liệu thôi, và so sánh với lại một cái khẩu phần mà bổ sung methionine tự do, thì ta thấy được rằng là thời gian sau khi cho ăn ví dụ 15 phút, 30 phút, 60 phút, 120 phút và 240 phút thì cái tỷ lệ giữa methionine tự do so với lại methionine trong thực liệu nó thay đổi, nó giảm dần, nó có tỷ lệ giảm dần. Ví dụ như methionine tự do thì nó sẽ hấp thu nhanh hơn so với lại methionine trong đạm thô. Tuy nhiên qua một cái khoảng thời gian khoảng chừng 240 phút là nhằm chạy ra khoảng 3 giờ sau khi ăn, thì
cái tỷ lệ methionine tự do và methionine trong thực liệu hầu như là nó hấp thu như nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là việc mà bổ sung acetamin nó sẽ giúp cho hấp thu tốt hơn, cân đối khẩu phần dễ hơn. Bây giờ chúng ta xét đến cái quy trình sinh lý mà tác động đến việc chuyển hóa acetamin. Thì khi mà bổ sung acetamin vào trong cái khẩu phần thức ăn và bổ sung nguyên liệu có chứa acetamin vào trong khẩu phần thức ăn thì ta thấy được là đầu tiên là khi mà ăn vào thì acetamin bị đào thải và không được hấp thu trong khẩu phần, và nó sẽ chuyển qua là ảnh hưởng tới khả năng hấp thu của các chất hóa học không hữu dụng từ acetamin. Rồi mà việc sử dụng mà acetamin tổng hợp trong cơ thì nó sẽ bị ảnh hưởng, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tính cân đối của acetamin. Khi mà dư thừa acetamin thì nó sẽ sử dụng acetamin để tổng hợp các chất nitơ mà không phải là protein. Ví dụ như nó sẽ chuyển chuyển thành tổng hợp chất béo. Nó gây ra cho cái con vật nuôi nó nhiều mỡ. Mục tiêu của chúng ta là sản xuất thịt chứ không phải là sản xuất mỡ. Thì mà khi mà nhiều acetamin thì nó ưu tiên và dị hóa acetamin, thì quá trình dị hóa acetamin thì nó lại phát sinh ra năng lượng. Quá trình thủy phân acetamin thì là không thể là tránh khỏi, phân hủy acetamin là không thể tránh khỏi trong một cái quá trình chuyển hóa cơ thể. Như vậy thì khi mà nó phân hủy acetamin trong cơ thể thường là nó sẽ phát sinh ra dư thừa amoniac, và nó đòi hỏi vật nuôi nó phải sử dụng nhiều năng lượng và enzyme để nó chuyển hóa amoniac này, nó giải độc ra khỏi cơ thể. Nếu mà quá trình thủy phân acetamin thì nó cung cấp thêm cái nhu cầu là phải tăng lên cái nhu cầu cung cấp acetamin cho cái việc mà tích tụ đạm. Mục tiêu của chúng ta là sử dụng acetamin ở mức tối thiểu để sản xuất ra lượng thịt tối đa. Tuy nhiên mà chúng ta không cân đối acetamin thì mặc dù là chúng ta bổ sung acetamin có những loại rất là nhiều, tuy nhiên sự thiếu hụt của một loại acetamin nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình tích tụ đạm ở trong cái cơ thể vật nuôi. Thì từ đây chúng ta thấy được là nếu mà chúng ta bổ sung acetamin tổng hợp thì nó được sử dụng 100% trong cơ thể và nó không bị đào thải ra môi trường từ cơ thể thú. Còn nếu mà chúng ta chỉ sử dụng cái acetamin chủ yếu từ trong nguyên liệu thì khoảng 70% nitơ ăn vào thì nó bị loại thải qua cơ thể của con heo, hay nó được sử dụng để chuyển hóa theo con đường khác, ví dụ như chuyển thành mỡ hay là chuyển thành năng lượng mà nó không có đáp ứng được cái mục đích ban đầu mà chúng ta mong muốn, đó là chúng ta sản xuất ra nhiều thịt hơn. Khi đó thì chúng ta có thể kết luận được rằng là cái việc giảm đạm thô trong khẩu phần là có thể, và chúng ta vẫn đảm bảo và duy trì được năng suất vật nuôi. Thì cái việc giảm đạm thô trong khẩu phần nhưng vẫn đảm bảo duy trì năng suất vật nuôi là khả thi, có thể áp dụng được. Vậy thì chúng ta có thể giảm đạm thô trong khẩu phần và duy trì được thành tích vật nuôi. Acetamin tổng hợp thì được cung cấp trong khẩu phần đạm thô mà thấp đó, nhằm đảm bảo nhu cầu acetamin của vật nuôi. Như vậy thì chúng ta tiến hành giảm đạm thô trong khẩu phần thì chúng ta phải nghĩ tới chuyện bổ sung acetamin tổng hợp vào trong khẩu phần. Cái kết luận thứ ba đó là dư thừa đạm thô trong khẩu phần nó là cái nguồn năng lượng sử dụng không hiệu quả trong quá trình chăn nuôi, nó sẽ gây ra lãng phí. Cái kết luận thứ tư là hấp thu acetamin đơn thì nhanh hơn acetamin trong nguyên liệu. Thì khi mà chúng ta thấy được là nếu mà chúng ta cung cấp những cái nguyên liệu mà độ tiêu hóa nó thấp hơn hoặc là độ tiêu hóa của nó không cao thì đòi hỏi chúng ta phải nghĩ tới chuyện là làm thế nào chúng ta duy trì cái việc mà cung cấp acetamin liên tục cho cơ thể vật nuôi trong quá trình sản xuất, tạo ra nhiều thịt hơn, tạo ra nhiều trứng hơn và tạo ra nhiều sữa hơn. Và kết luận cuối cùng đó là acetamin lý tưởng thì có thể cân bằng
bằng cách sử dụng axit amin tổng hợp. Đây là một cái kết luận rất là quan trọng. Như vậy thì chúng ta có thể áp dụng axit amin lý tưởng để thiết lập công thức thức ăn chăn nuôi bằng cách chúng ta sử dụng axit amin tổng hợp. Hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều loại axit amin, ví dụ như là chúng ta có thể mua được lysine nè, methionine nè, threonine nè, tryptophan, valine, arginine, isoleucine. Hầu như là hiện tại chúng ta có 7 loại axit amin đơn tổng hợp trên thị trường. Nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng thiết lập công thức khẩu phần đạm thấp mà không bị ảnh hưởng đến thành tích chăn nuôi. Thì phần trình bày đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì hãy đăng ký kênh YouTube LB Work để có thêm thông tin bổ ích. Và nếu các bạn thấy thông tin bổ ích thì hãy like, comment và share cho các bạn của mình cùng tiếp cận được cái nguồn thông tin này. Xin chân thành cảm ơn.